Con tưởng bố không về à? Thái độ kiểu gì đấy? Con bình thường mà. Đi đâu giờ mới về? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bố mới về đúng không ạ? Thế thì con chỉ về muộn hơn bố một chút thôi ạ. Đứng lại! Bố nhịn con quá đủ rồi đấy! Bố đánh con đi ạ. Như thế còn dễ chịu hơn cảm giác. Bố đến tra khảo bọn con đấy ạ. Còn dám đến gặp nó à? Bố cấm con rồi cơ mà. Bố lúc nào cũng chỉ biết cấm đoán. Con đã lớn rồi. Con hoàn toàn nhận thức được những việc mình làm. Con cần bố tôn trọng. Vì bố tôn trọng con nên bố mới để con tự do như vậy. Bố không muốn cấm đoán con kết bạn với ai, nhưng con đã đủ trải nghiệm ở cuộc đời này để biết hạng người đấy như thế nào chưa? Đừng tự phá hủy tương lai của mình. Bố nhắc lại, bố không muốn con giao du với hạng người đấy nữa. Con xin lỗi bố, nhưng con không thể làm theo ý bố đâu ạ. Vì hạng con gái đó mà con dám cãi cả bố của mình à? Con không cãi. Con chỉ bảo vệ những điều mà con thấy đúng thôi ạ. Con nghĩ nó chân tình với con à? Con có biết loại người đấy nó chỉ biết có tiền, tiền và tiền thôi. Bố cũng vì tiền đấy thôi. Con về chị Hoài, người ta không biết gì về nhà mình đâu ạ. Cho con ăn học cho lắm à? Rồi lý sự. Bố sẽ cho con trắng mắt ra. Kể từ nay, bố sẽ cắt hết các khoản chi tiêu của con, xem không còn tiền nó có bám lấy con hay không. Thì bố thôi. Con đi ngủ đây. Con chào bố ạ.